Sóc Tuấn Lan lại gửi lời chào tất cả anh em, đặc biệt là các bác đam mê đi bắn chim. Thì hôm nay shop lại xin giới thiệu một cái số sản phẩm là cái ná súng bắn chim các bác nhé. Thì shop cũng xin thông báo luôn về tất cả các bác ná bắn chim bên shop. Thì đầu tiên em cũng xin phép các bác là cái mẫu ná số 1 đây. Đây mẫu ná số 1 các bác nhé. Đây số 1 thì em vẫn đang để trong cái bao bì đây. Mẫu ná số 1 này. Đây em bóc ra ngoài rồi, đây là mẫu ná số 1. Thì một cái ná này và đi cùng hai dây. Dây thì hàng rất là nhiều các bác nhé. Đây, rất là nhiều luôn. Đấy, dây rất là nhiều. Và cái mẫu ná số 1 này em cũng thông báo luôn về giá sản phẩm luôn để các bác nắm được. Một cái ná số 1 này là bên em đang bán với giá là 130.000 đồng. 130.000 đồng đã bao gồm cước phí về tận nhà các bác rồi. Các bác kiểm tra rồi thanh toán. Và tiếp tục là cái ná số 3 các bác nhé. Ná số 2 thì hàng bên em đang hết. Thì em cũng xin thông báo luôn là đang hết hàng số 2. Và đây là cái ná số 3. Số 3 đây các bác nhé. Đấy, rất là đẹp bằng inox luôn. Đấy, nó có đèn hồng tâm đầy đủ luôn. Có thước ngắm luôn. Mẫu ná này thì là bên em đang bán là 200.000 đồng. Đã bao gồm cước phí về tận nhà rồi. Cũng một ná 2 dây các bác nhé. Và ná thứ tư là cái ná cánh phượng này. Ná cánh phượng này thì anh em cũng chơi nhiều, rất là thích cái mẫu này. Đầy đủ phụ kiện, một ná 2 dây. Cái mẫu ná này thì 250 các bác nhé, 250.000 đồng. Đã bao gồm cước phí về tận nhà, một ná 2 dây. Và tiếp tục em xin thông báo lên cái ná số 6 nhé. Cái ná số 6 này thì các bác nắm được rồi. Cái mẫu ná số 6 là mẫu ná trợ lực. Đấy, trợ lực thì rất là đẹp, em đã làm nhiều video quảng cáo với mẫu ná số 6 này rồi. Một cái ná và hai dây đi kèm. Cả tiền ship về tận nhà các bác rồi là 290.000 đồng. Và cái ná số 7 tiếp tục. Đây là mã số 7 này. Thì anh em chơi tay nhỏ con hoặc các em thiếu nhi hay thiếu niên đều chơi được. Nó rất là dễ sử dụng thôi. Lắp dây là bắn thôi. Mẫu này thì ná số 7 này 230.000 đồng. Đã bao gồm cước phí về tận nhà. Một ná 2 dây các bác nhé. Tất cả là một ná 2 dây hết. Đây là cái ná số 7 này. Đây là cái mẫu ná số 5 em thông báo chưa chưa. Mẫu ná số 5 này thì là cũng giá là 250.000 đồng. Đây nó bằng gỗ. Và ở giữa là inox các bác nhé. Đấy. Nên là cũng rất sẽ dễ sử dụng thôi. Thì và tiếp tục với ná số 8 đây các bác nhé. Mẫu ná số 8 này thì là đây bằng inox hết, tất cả cũng rất là gọn ghẽ và rất là đẹp, rất là xinh. Mẫu ná số 8 này là bên em đang bán là 230.000 đồng. Đây, 230.000 đồng, đã bao gồm cước phí về tận nhà rồi. Và cái mẫu ná thứ 9 đây các bác nhé. Đây, mẫu ná số 9 này là 150.000 đồng. Mẫu này thì giá rất hợp lý và cũng rất là đẹp. Anh nhà bác các bác mà tay to một chút thì dùng cái ná số 9 này cũng rất là ok. Ná số 9 này thì nó cũng bằng cái nhựa ở ngoài là nhựa cứng các bác nhé. Và giữa là inox. Tất cả là bằng inox các bác nhé. Đấy, nên rất là đẹp. Một ná 2 dây. Em cũng quảng cáo sơ qua thôi. Các bác xem kỹ video và đặt cho mình một cái ná mẫu số nào thì cứ alo trực tiếp cho em. Em gửi hình cho các bác. Nên là anh em yên tâm. Giá thì rất là phải chăng thôi các bác nhé. Các bác mua thì vui lòng liên hệ trực tiếp theo 3 số điện thoại này. Shop qua Zalo, Facebook các bác nhé. Các bác điện trực tiếp theo 3 số điện thoại này, shop sẽ gửi cho hàng cho các bác. Các bác gửi qua đường COD, các bác kiểm tra hàng, test thử, bắn thử ok các bác phải thanh toán tiền cho nhân viên bưu điện. Một cái video ngắn gọn giới thiệu ná trợ lực bắn chim các bác nhé. Các bác đừng quên xem video thì đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ shop trong thời gian tới. Vâng, xin chào các bạn, tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác trong những video kế tiếp của shop.